cho to cái màn hình game lên này. 130 tỷ, build team nào ngon, đá mắc pin. A few minutes later. Thực ra là nếu mà build team ít tiền thì nên build một cái team color gì đó. Goreka nó là mắc binh ở đây rồi. Thuram chỉ là con dự bị đến team này thôi. Kimmich, Lâm, Rüdiger, Philippe Kostic. Con này mà book về được là cũng được này. Lương 22 này to. Uber trên 4 trên 5 khá ổn đấy. Uầy, Timo Werner. Werner chạy nhanh vãi lời. Werner 19 UCL. Còn Werner có khi phải ép. Werner được nhá. Kostic. Con Pavard này nó chạy nhanh này. 98. Pavard kia thì hơi lởm. Kimmich thì cũng được. Saquiri chứ nào. Saquiri, ui vẫn đang hơi đắt nhỉ. Mbappe. Mbappe này hơi khó mua rồi. Lương bằng nhau. Thể lực, quyết đoán. Ngôi sao với lại siêu sao. Quân quát. Mbappé khó mua quá nhỉ. 110. Tôi cứ đặt phát đi. Biết đâu có anh em bán. Ribery lương 23 thì hơi cao. Con này lương 22. À, lương 22 khá ổn. Anh Ribery. Thế chất quả quả. Bắt đầu từ mùa VTA đá mới được. Bắt đầu từ mùa VTA đá mới được. Ribery rồi, ok. Ribery. Mbappe. À, tem Zuba. Zuba có anh em nào có bán cho mình build team anh em ơi. À, Ribery. Ribery cũng được. Timo Werner thì khó rồi, Timo thì khó rồi. Cộng 6, mười mấy tỷ thì đắt quá. Chạy thì nhanh, con này chạy thì nhanh. À thôi. Lewan Cap, Ribery đã mua được, ok anh em ơi, thank you. Bỏ khỏi list cầu thủ yêu thích luôn. Anh em. Được quả mắc giá ngon. Lê Hoàn này chỉ số 108, 24 tỷ. Đắt quá không chơi được. Vừa phải thì chơi được. Đắt quá thì thôi. Siêu sao chạy hơi chậm. Mấy con Lê Hoàn này nó là toàn chân 4 chân 5 thôi. Nó không đáng mua lắm. Bắt đầu từ tầm đây này, tầm con này trở lên này, chân 5 hay chân 55 thì là ok này. Sút tín. Chứ lại Lê Hoan kia thì thôi. Mbappé được đấy, con Mbappé được. Team Color. FC Bayern Munich đâu rồi? Người Pháp mà từng đá cho Bayern đi. Xem được mấy con. ST Kinh Lê Cô Măng thì là tiền vệ cánh.
cô mang thì chân 3 chân 5. Nó có con cô mang UCL thì cũng được. Chân 3 chân 5. Lương 20. Con này hiếm quá nhỉ. Chân 4 chân 5. Ui. Kingsley Coman. Upamecano. Pavard. Pavard đẹp thế. Đẹp quá. Tottliso. Nếu chơi con Coman này thì nó lại rẻ. Coman này thì nó lại khá rẻ. Con này với con này xem nào. Con kia, ui. UCL nó lợi chỉ số quá anh em ạ. Nó lợi chỉ số quá. Chỉ số ở bệnh viện này. Kèo này khó anh em ạ. Kèo này khó. Khó mua. Hai con này thì giống nhau. Con lương 26. Hai con này giống nhau. Hàng TI thì nó vẫn có thể ảo hơn. Xúc luôn bây giờ. Ông thần là xúc luôn. Nhảy tải thế. Thực ra chỗ này thì nên là con Balak MC5. Chỗ đấy nên là con Balak MC5. Mua con MC5 là rẻ rồi. Balak này đắt quá, 35 tỷ. Nhưng mà hiệu năng nó cũng không hơn nhiều. Con này 13 tỷ. 13 tỷ gần giá min. Xúc được anh em. Balak này xúc được. Con nào mà nó thuận hai chân cơ. Bây giờ còn con Muller. Muller đá cam. Cam tuyển Đức. Và cam. Ok. Mình sẽ tìm một con thuận hai chân. Người Đức. Xem nó ra con gì. Kiểu gì nó cũng gợi ý con Philip Lâm thôi anh em. Muller. Ui Muller. Muller đắt. Đắt nhưng mà ngon. Đắt nhưng mà ngon. Con này thì phải cháy. Con này thì cháy. Hai con TS, con TI. Con TI thì phòng ngự tốt hơn. Con TS được thêm cái đá phạt. Không quan trọng. Đá phạt thì không quan trọng. TI này, TI đẹp này. Kèm người lấy bóng đánh đầu. Sức mạnh hơn 4 điểm. Siêu sao cả. Kiến tạo. Một thằng là truyền dài. Một thằng kiến tạo. Tạt bóng sớm. Còn Muller này thì nó rất ngon. Mà nó hơi đắt. Mua Muller xong cái hết tiền build con khác. Thực ra con Effenberg cũng là con ngon các bạn ạ. Con Effenberg là con ngon. Nếu như mà mua được Effenberg thì không phải quan tâm nhiều những vị trí khác. Tony thì cũng được. Lúc bắt đầu từ mùa này này thì là nó có chỉ số phòng ngự tốt hơn. Bắt đầu từ mùa EBS đấy thì chỉ phân phân hai mùa thôi. Mùa này lương tận 24. Nó thêm được một tí chỉ số. Có cửa lòng. Kiến tạo, đánh chuyền bóng. Đánh chuyền bóng qua người, kiến tạo, chuyền dài. Khác nhau chỉ số ẩn nữa. Rồi ok ok. Bỏ luôn. Đắt lòi mồm không có hàng. Tony Cruz bây giờ chọn back to back cho anh em ạ. Chọn back to back thôi. Đó kia thôi. Ok, bật trang web lên lắp hàng quá xem nào. Ziola đâu rồi. Mình lắp hàng phát nhá. Rudiger ngon. Không cần thiết phải là cộng cao lắm đâu. Chưa có tiền thì chưa cần cộng cao lắm. Rudiger. Con này là con Lucas. Rồi ở trên là Goret. Con Goret mùa 22 TI nó ngon hơn con TS. Ngon hơn khá khá. Ba
lách thì anh em cứ chơi MC cho nó vừa tiền hiệu quả, không cần thiết phải nhiều đâu. Ribery rồi Sakiri. Sakiri 140 lương. Rồi, đây là những vị trí mình đang có. Những vị trí mình đang có, nếu tầm này kiếm được con Kimmich. Kimmich nhé vào đây, lương 15 là rất đẹp này. Kimmich vào đây này. Gosen lương 21 được, nhưng mà có ba lách với Goretzka thì không cần. Giả sử nhá, tính lương xem nào. Một số Kimmich lương 15 này. Con bên này, người Pháp mà đá cho Bayern là có nhiều con lắm, có cái hậu vệ nữa. Tolisso lương 17 hơi cao, nên là Tolisso cũng được. Upamecano, Sa, con Sa này không biết ở trong game có không à? Sa, ui, đắt thế. Sa đắt thế. Con này là Chelsea. Chelsea, con này Chelsea. Sự nghiệp của bộ. Con này này. Con này Bayern. 65 cân vãi đái. 65 cân thì hơi bé. Pavard được. Pavard khó các hàng lắm. Còn Pavard back to back này nó ngon mới ngon này, con này mới ngon này. Con kia thì hơi phèn. Benjamin Pavard. Pavard này chạy chậm lắm. Mấy con Pavard này chạy chậm. Chỉ có mấy con trên này chạy nhanh thôi. Thực ra là tốt ly xô đá hậu vệ cánh cũng được. Tolisso. Nope. Nope. Vãi. Nope. Nope. Vãi. Nope. Kéo quá hàng luôn. Sợ chưa được. Cho em Sa này vào dự bị các xem nhé. Như này đi. 170, như vậy còn 40. 40 lương cho con tiền đạo. Không nhiều lắm nhỉ. 40 lương bây giờ vậy. Như này thì không nhiều lắm. Như này thì không nhiều lắm. 16 lương thì chỉ còn Mario Gomez. Gomez mùa LH. Con Mario Gomez mùa TC là con thích này, con mình thích này. Con này chạy chỗ các thứ nó hay hơn. Con LH nhìn chỉ số đẹp thôi chứ còn đá ngu hơn. Rồi ok. Như vậy là chúng ta sẽ phải bỏ con này đi. Rồi đây Vi thôi. Đây Vi thôi. Alfonso Davy. Chỉ làm được Alfonso Davy này thôi. Davy này. Như vậy là mình còn 22 lương cho tiền đạo. Tiền đạo lương 22. Jovinko á? Ui không, Jovinko không đá đâu. Jovinko vậy. Lên danh cao nó đấm chết. Không đá nữa. Leoan nó hơi đắt. Chứ còn anh thì cũng không có kỳ thị gì Leoan cả. Chả lẽ lấy con Leoan MC. Siêu sao. Mùa MC nó build rất là ổn. Leoan MC cũng là một con được anh em ạ. Được á, cũng được á. Đấy con Leoan MC thôi. Bỏ con này ra, không mua nữa. Juba không mua nữa. Thế là cũng được rồi đấy. Thế team này nói chung là sẽ đá được. Muller xúc. Leoan xúc luôn. Hơi đắt. Breme bỏ, không mua nữa. Breme chỉ kiểu dự bị thôi. Giờ cặp hậu vệ cánh 24 lương, khá là thoải mái đúng không? 24 lương cho cặp hậu vệ cánh. Thế anh em là bú con nào nào? Thực ra cặp này thì cũng không cần thiết phải Bayern. Pháp cũng được. Anh em gợi ý tôi phát nào. Hàng mua được đấy nhá. Chứ không chơi với cái thể loại hàng không thể mua nổi trên thị trường chuyển nhượng không tính.
Nico Schoon được. Con Nico Schoon này được chứ, đá ngon mà. Lương 12, 20A. Nico Schoon. Cái con này có hàng luôn đấy. Đây, đây, đây. Nico Schoon. Xem nào. Sau con này xem nào. Chạy 88. Thể chất tốt. Hơi chậm tí. Trong năm trong hai năm. Nico Schoon. Nico Schoon cũng là con đường. Bây giờ kiếm một con lương 13. Nếu như mua con Schoon thì phải kiếm một con lương 13 nữa. Gosen, Klosterman. Nếu mà chơi Klosterman thì lại chỉ kiếm được con lương 10 ấy thôi. Ông nào con Klosterman 20 UCL kiểu mở ra phang cho tôi đi. Nếu có thì tôi mới mua. Hậu vệ cánh là phải xúc là xúc cả cặp. VN không có hàng. Các thầy tư vấn những cái con nào mua được ấy chứ. Lắp bách. Mukia lé được. Mukia lé được. Bé quá, con này bé quá. Rẻ thì rẻ nhưng mà bé quá. Lương tận 13, sức mạnh 72, không đấm được người. Con này bỏ. Không dùng được. Manolat. Manolat mà mua về đá hậu vệ cánh cũng được ấy chứ, hay là truyền trọt ngúa. Klosterman. Kiếm là con Klosterman này cũng được mà. Ông nào có con này bố em không? Klosterman này cho về đá thì đã mắc binh đấy. Henrik người Đức này. Được, Henrik người Đức. Chốt có Henrik người Đức. Ok anh em ơi, có người Đức là được rồi. Như vậy là tôi còn 10 lương nữa thôi. Tôi còn 10 lương nữa. Ok, tìm kiếm một con 10 lương. Đấy, Hermoso, Hakimi. 10 lương. Sitse. Ui, cao vãi nổi. Sitse cao vãi nổi. Mỗi tội là quốc tịch không xài được. Awaziem cũng cao mà. Anh em là build team lương rẻ có mấy con này cục xúc này. Nên thị trường chuyển nhượng lại kiểu mẹ thừa mứa lại chứ. Này 13 tỏi này. Như con tịnh vậy. Trường 9. Kevin Vought được. Quá ổn. Kevin Vought mua cũng được. Giá này thì bố còn rẻ rồi. Thôi mình cũng không cần phải lăn tăn lắm. Bây giờ bắt đầu tính đến hàng dự bị được rồi anh em ơi. Davy. Ok, xếp đội đã. A few moments later. Xong. Đấy, team như này là cũng ok rồi này. Ví dụ con Areola này vẫn được 1 điểm team Pháp. Henrik thì được 2 điểm team Đức. Rüdiger cũng vậy. Đấy, Lucas Hernandez được 2 điểm team Ben. Kevin Vought được 2 điểm team Đức. Ribery vẫn được. Đấy anh em hả? Như vậy thì nó cũng lợi dụng được team Keller một tí mà team nó cũng vẫn khỏe. Giá tiền không cao lắm. Bạn ấy đưa cho mình mấy nhỉ? 130 tỷ, mình tiêu mất 108 tỷ, 108 tỷ. Thì đã đắt nhất là Muller. Đắt nhất là Muller, còn lại thì ok. Còn lại thì ok anh em ạ.
Đấy, còn thừa tiền thì up con Goretzka với là con Rudiger, thế thôi. Còn mấy con dự bị ấy thì mua con nào cũng được, hoặc là mở thẻ ra thì nhét vào mấy con dự bị ấy. Kênh này không đồng với cả. Đấy rồi, team như này là đẹp rồi. Đấy, đội hình thì bây giờ như thế này. Sơ đồ này thì theo mình là bạn ấy yêu cầu mình là lập team theo cái sơ đồ mà bạn ấy đang đá. Đấy thì hy vọng là ngon. Đá thử luôn, đá thử theo đúng cái sơ đồ mà bạn ấy để luôn. Tôi cũng chả đọc cũng chiến thuật. Muller. Đắt nhất team là còn Muller rồi. Easy. Kiểu huấn luyện viên ban đầu là phải như này. Là có video ban đầu nó chỉ cho anh em mình những cái con huấn luyện viên 1 sao thôi. Từ 1 sao mình phải nâng cấp nó lên maximum, tức là phát triển cho nó hết chỉ số, sau đấy thì thuyên chuyển xong rồi nó sẽ thành con huấn luyện viên 3 sao. Tuyển con huấn luyện viên 3 sao rồi lại luyện tập cho nó maximum chỉ số, rồi lại thuyên chuyển, như vậy thì sẽ thành 9 sao. Từ 9 sao đấy thì bắt đầu mới tuyển những cái con chính. Con Muller này thì nó cực hay luôn anh em ạ. Nó hơi yếu nhưng mà nó cực hay luôn. Bạn nào mà đá cái sơ đồ để tí nữa là tôi sẽ cho bạn chủ nick một cái gợi ý về sơ đồ luôn. Con huấn luyện viên đặc biệt là kiểu con huấn luyện viên em quay event ra hoặc là gà rán tặng, là những con đấy là không thể thuyên chuyển được. Cho nên là nếu như mà bốc được con chỉ số ngon thì dùng thôi, chứ còn tại em không đọc kỹ hướng dẫn thôi, chứ còn nó có đấy, nó có ghi lưu ý đấy là không thuyên chuyển được đấy, tại không đọc ấy. Muller chạy chỗ thì quá đỉnh. Ba bàn Muller quái vật. Lê Hoàng. Em bắt được 3 con level 15 đấy kiểu đấy. Không chỉnh thủ môn à. Đức Bê Bê em dùng su lé Boa Teng, mắc binh không mắc binh. Nó xoay lưng chậm không mắc binh. Lê Oanh. Quánh vào mẹ quỷ của chóp. Mẹ đời. Kê cái đầu vào cả đội bạn ngớ người. Hôm tôi mua con Park Hee-sung 240 tỷ để tôi chuột bài cho anh em, là một cái kết luận là đừng có mua anh em ạ nhá. Kết luận cuối cùng là đừng có mua. 240 tỷ anh em mà có anh em làm con Hernan Crespo Icon cộng 5 ấy, giá trị sử dụng nó cao hơn nhiều. Đừng có ai mà dại như tôi. Yes. Lê Hoàn cầm bóng về. Con Lê Hoàn MC này là con đá ngon rồi. Mặc dù nó không, nó chỉ số nó hơi thấp hơn so với mấy con đặc biệt, nhưng mà nó cũng là đá ngon rồi. Anh em cứ tin tôi, mùa MC 80% là toàn hàng đá được thôi. Bọn MC này nó được build chuẩn vãi anh em. Đa phần là đá ngon hết. Có ăn vạ, có cứng như thép, sút xoáy được, chỉ số đẹp, sút như bố người ta.